Là con gái, đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì cứ bước chân ra ngoài đường là phải đánh son, hay đơn giản chỉ là đánh son trong lúc vội vàng mà bị như thế này, hay dính son vào răng như thế này? Và rồi là một ngày đẹp trời, một thế lực nào đó tách bỏ mình đi phun môi. Đùa vậy chứ, mình cũng được bạn bè giới thiệu tới Sammy Beauty rồi. Ấn tượng đầu tiên của mình là nhân viên ở Sammy rất là nhiệt tình và chu đáo. Mình được tư vấn chi tiết về màu môi, các kiểu phun môi phù hợp với mình và giá cả. Sau khi được tư vấn xong thì bên Sammy có mặc cho mình một chiếc áo. Việc của mình chỉ là nằm đấy và đợi thôi. Mình là một người rất sợ đau, nên khi mà quyết định đi phun môi, mình cũng băn khoăn, lo lắng lắm luôn. Bây giờ mình bắt đầu thôi. Mình khá bất ngờ là cả quá trình làm nhẹ nhàng lắm. Chị chủ có nói đùa, 100 khách hàng bên chị thì cả 100 khách vừa làm vừa ngủ. Còn đây là thành quả sau khi phun môi xong. Đã đi làm đẹp thì phải đẹp mới chịu, đúng không mọi người? Mà nghe chị chủ bảo là sau 2 đến 3 ngày thôi, màu môi bong ra sẽ còn đẹp hơn như thế này luôn ý. Oh my god! Wow! Còn bây giờ thì thanh toán và đi về thôi, bye bye!